Hi, xin kính chào các bạn. Xin chào các bạn trong một buổi tối tuyệt vời. Bây giờ là mình đang lên một cái ý tưởng, đó là mình sẽ giúp đỡ cho các bạn về cái việc mua điều hòa. Thì mùa hè sắp đến rồi và những bạn xây nhà mới và chuẩn bị lập gia đình kết hôn, hoặc là chúng ta đã phải chịu cái cảnh nóng bức trong nhiều năm rồi và chúng ta đã có một khoản tiền mà ta muốn chi ra để mua một chiếc điều hòa, hoặc thậm chí mua một vài chiếc điều hòa. Nhưng mà chúng ta muốn làm sao mua chiếc đó nó sẽ dùng với cái độ ổn định lâu dài, nó xứng đáng với đồng tiền, nó phù hợp với cái túi tiền, và nó mang cho lại chúng ta cái điều mà chúng ta mong muốn, đó là có những công nghệ mới nhất, có sự tiết kiệm điện nhất, và đặc biệt là cái niềm vui, cái sự hưởng thụ mà cái máy điều hòa đó nó mang lại sau khi mình đã phải chi ra một số tiền không hề nhỏ. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình sau những nhiều năm sau nhiều năm mình đi sửa chữa, bảo dưỡng, và cũng như là khảo sát về cái khách hàng đã họ đã sử dụng các loại máy khác nhau và họ đã cho cái đánh giá như nào. Thì mình sẽ chia sẻ hết trong cái video này để các bạn đưa ra một cái lựa chọn đúng đắn nhất về cái việc mua một cái điều hòa tốt nhất cho mình. Thì ở đây mình đang lướt qua một số các trang web chia sẻ về các thương hiệu máy lạnh uy tín nhất. Thực ra thì nó là những mang tính chất sale thôi, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái chút giá trị. Thì mình sẽ đọc tên một số các hãng cho các bạn để cung cấp thêm thông tin cho các bạn về những hãng điều hòa có ở Việt Nam nhé. Thì thứ nhất chúng ta sẽ có, đến đầu tiên là Panasonic, tiếp theo là Daikin, tiếp nữa là chúng ta sẽ đến với LG, LG đó, tiếp theo là Toshiba, Tổ sư bà đúng không? Tiếp theo ta sẽ đến Electrolux. Electrolux sau đó ta sẽ có Mitsubishi. Mitsubishi và Hitachi hay là Hitachi. Rồi ta đến điều hòa của Sharp. Sharp và Samsung. Samsung sau đó đến Aqua. Đó là những các hãng điều hòa mà ta thường thấy. Thì ngoài ra ta bây giờ ta sẽ có Casper, có Fujie. Rồi cũng có rất nhiều các hãng khác nữa. Mà đầu tiên là các bạn đã từng gặp như Lationa, đó, là National đó. Các hãng như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá qua một số cái kinh nghiệm, và mình sẽ nói cho các bạn về thứ nhất là công nghệ trước, nhất lựa chọn điều hòa về công nghệ. Thì khi các bạn lựa chọn điều hòa về công nghệ thì chúng ta sẽ được quan tâm đến tiền đúng không ạ, mà chúng ta sẽ quan tâm đến điều hòa nào có sự công nghệ nhất. Chúng ta không mua một cái máy lạnh mà chúng ta đang mua một chiếc điều hòa, nó sẽ có khả năng kháng khuẩn, khả năng đuổi côn trùng, khả năng chống ẩm, khả năng hút mùi, khả năng vệ sinh không khí, khử mùi hôi, hay là khả năng tiết kiệm điện đúng không ạ, khả năng báo lỗi, khả năng chống và cách điện, rồi là khả năng vận hành máy êm ái cho ông ta có giấc ngủ ngon nhẹ, vận hành rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cảm giác như nó không vận hành nhưng mà nó vẫn rất là sâu. Đúng không? Chúng ta quan tâm đến công nghệ đó. Thì nếu các bạn lựa chọn những công nghệ như vậy thì hiện tại sẽ có hai hãng đứng đầu về điều này. Đó chính là Daikin và Panasonic. Thì thực ra các hãng khác cũng đua theo để làm điều này. Các bạn có thể cân nhắc với mức độ với cái mức tiền rẻ hơn. Daikin và Pana thì chúng ta sẽ có GZ. Có GZ. Là rẻ hơn một chút và cái công nghệ nó không hề thua kém. Thì bên cạnh GZ thì đang có anh Casper đang phát triển khá là mạnh. Thế còn về các hãng khác, tất nhiên như Samsung đã lâu đời, Toshiba hay Mitsubishi, đó là những cái hãng đã cực kỳ nổi tiếng về cái việc sản xuất điều hòa rồi. Thì họ đã có cái thương hiệu rất là lâu năm. Nhưng mà tại sao lại không khuyên các bạn mua của cái hãng đó về cái công nghệ cao của họ, bởi vì cái dòng điều hòa đó ít người sử dụng. Các bạn sử dụng cái gì nó thông thường ấy, được nhiều người sử dụng ấy, thì các bạn sẽ có một cái cảm giác yên tâm, còn là cảm giác của số đông. Nhưng mà nếu các bạn đã tin tưởng Samsung hay tin tưởng các hãng khác thì các bạn có thể mua, nhưng mà nếu như Lộc mua điều hòa, Lộc sẽ không mua Samsung. Nói như vậy thì hơi bị buồn cho vấn đề Samsung, nhưng mà Lộc nói thật các bạn, TV Lộc mua Samsung, máy tính Lộc mua Samsung, điện thoại Lộc sẽ mua Samsung, nhưng điều hòa thì Lộc lại không không muốn mua, và đặc biệt là tủ lạnh Samsung nó cũng không muốn mua. Nó sẽ cân nhắc đến anh Hitachi,
để mua Samsung, hoặc Toshiba để mua Samsung. Nếu các bạn có thể mua thích các hãng đó, các bạn có thể mua mua như vậy Toshiba hoặc Lenovo hoặc là các hãng nào đó các bạn thích. Nhưng mà về mặt công nghệ thì nó khuyên các bạn là Daikin và Panasonic là các hãng đã là những chuyên chuyên về điều hòa rồi, và nó có những công nghệ mới nhất và cạnh tranh nhau trực tiếp về điều hòa. Thì các bạn nên mua hai hãng này và có thể cân nhắc đến LG của Trung Quốc. Và dịp Trung Quốc, và bây giờ thì đang có anh Casper Nao ra, nhưng mà đọc đánh giá dòng carbon không cao về cái mặt thông số kỹ thuật của Casper. Tất nhiên là Casper phải làm cái điều đó để giảm cái giá thành bán máy xuống, đúng không? Casper là bán máy rẻ nhất rồi, đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với tiêu chí lựa chọn thứ hai, là chúng ta sẽ lựa chọn về mặt hình thức và vẻ đẹp. Thì thực ra thì các hãng điều hòa đấy thì mỗi năm cũng giống như các hãng sản xuất điện thoại, hay là sản xuất ô tô, hay là sản xuất xe, hay là sản xuất các thiết bị công nghệ thông minh khác, thì họ luôn luôn cải tiến về mặt hình thức và về bề ngoài. Thế nhưng để nói về độ đẹp thì thật ra thì Lộc không có ưng một cái con máy nào cả. Nó thật các bạn, thế là tùy các bạn thôi. Các bạn mua, các bạn cảm thấy cái điều hòa nào đẹp thì các bạn nghiên cứu để mua. Thực ra thì nó không thấy cái loại nào là thực sự đẹp cả. Còn về chất liệu nhựa, hay là chất liệu ống, hay là chất liệu cấu thành lên máy, hay là chất liệu máy, hay chất liệu vỏ lốc, hay là ấy, về vẻ đẹp và về cái hiệu năng của nó trên cái chất chất liệu sản xuất nó, thì mình đánh giá cao nhất đó là Pala. Pala có cái vẻ đẹp mình phải nói là hầm hố, mình phải nói là hầm hố, vẻ đẹp nó khá là hầm hố, nó khá là trau chuốt trong cách thiết kế. Sau đó thì đến anh Daikin có cái vẻ không thua kém gì anh Pala để cạnh tranh cả. Thế còn tiếp theo ta sẽ chọn về tiêu chí độ bền. Thực ra thì người Việt chúng ta cái tiêu chí số 3 này là tiêu chí cực kỳ quan trọng. Chúng ta thường muốn có một cái gì đó nó phải là đẹp mắt, đúng không ạ? Nó phải là công nghệ tối tân nhất, đúng không ạ? Điều quan trọng nhất phải tối tân đã, phải quan trọng là tối tân. Chúng ta thích công nghệ mà, đúng không ạ? Ta phải tối tân. Chúng ta muốn mua một thứ mà nó có thể nằm giải quyết nhiều việc, giống như cái điện thoại này, đúng không ạ? Người Việt Nam mình là vậy. Có một người đã từng nói với mình đó là người Việt Nam là người luôn muốn bỏ ra ít tiền nhất nhưng lại luôn luôn đòi hỏi sự phục vụ nhiều nhất. Có lẽ là như vậy, cũng bởi điều đó mà thiết bị công nghệ ở Việt Nam được bán rất là chạy. Rồi tiếp theo ta sẽ chọn về vẻ đẹp, đúng không ạ? Và cuối cùng chúng ta, và cái điều quan trọng hơn hay đó là vẫn là cái điều ăn chắc mặc bền, đúng không ạ? Người Việt ta vẫn là những người có thu nhập ở mức trung bình và mức khá thôi, chưa có nhiều các thu nhập cao. Thực ra thì ở các thành phố lớn, các trung tâm thành phố thì không thiếu những người thu nhập cao. Nhưng cái vấn đề ở đây là muốn chia sẻ với các bạn đó là mình đang chia sẻ về những người thu nhập trung bình và họ muốn mua một thiết bị đảm bảo bền bỉ thay vì mua một thứ gì hiện đại, đúng không ạ? Mà nó lại có nguy cơ hỏng nhiều. Tất nhiên là các bạn biết rồi, nó chứa được nhiều cái để hỏng thì nó sẽ có khả năng hỏng. Ví dụ như nó chỉ là cái máy lạnh thông thường, nó chỉ làm lạnh thôi, nó chỉ có một cái chức năng duy nhất là bật tắt và làm lạnh, thì nó chỉ hỏng hoặc là bật tắt hoặc là hỏng làm lạnh thôi, đúng không? Nó không có gì để hỏng nữa cả. Nhưng nếu các bạn nó mua một chiếc điều hòa, nó có rất nhiều thứ ở trong đó, khử mùi, chống ẩm, kháng khuẩn, đảo gió, đảo chiều, chế độ yên lặng, chế độ chạy power full gắt, đúng không ạ, chế độ hút ẩm, chế độ chạy quạt, tất cả các loại chế độ tiết kiệm điện economy, rồi các loại thứ, đúng không? Thì các bạn phải xác định là sẽ có một cái phần nào đó trong cái hệ thống đó nó sẽ có thể bị hỏng, đúng không ạ? Chứ không thể nào các bạn lại so với một cái mà nó đơn thuần, đúng không ạ? Nó chỉ có bật tắt và làm lạnh thôi được. Thì tất nhiên chúng ta sẽ phải đánh đổi. Thế thì Lộc sẽ gợi ý cho các bạn là mua cái nào mà nó sẽ có độ bền bỉ nhất. Đó là các bạn nên mua máy điều hòa cơ thay cho máy điều hòa inverter. Chắc chắn là máy điều hòa inverter nó có nhiều chức năng hơn máy điều hòa cơ thì nó sẽ chóng hỏng hơn. Máy điều hòa cơ sẽ không có chế độ tiết kiệm điện là cái điều mà ta ghét rồi, đúng không ạ? Nó sẽ không có kháng khuẩn, hút mùi, đuổi côn trùng, rồi là nó không thể nào chạy êm ái, hay là nó có những cái chế độ thông minh khác. Nên các bạn đa phần là không chọn cái máy cơ, đúng không? Các bạn thường bỏ thêm một chút tiền, 1 đến 2 triệu, thậm chí 3 triệu để mua một cái máy inverter mang nhiều cái tối tân công nghệ hơn. Nhưng mà đây mình đang khuyên với các bạn về cái độ bền bỉ nhé. Thì các bạn không nên mua máy điều hòa 2 triệu và không nên mua máy inverter. Tuy nhiên vẫn có những chiếc máy inverter, có máy inverter máy hiện đại chứa nhiều công nghệ, nó vẫn hoạt động bền bỉ cho đến 10 năm, hơn 10 năm vẫn không hề một cái vấn đề xảy ra. Và có những người đánh giá rằng máy inverter bền bỉ hơn máy cơ, máy điều hòa cơ, nó bền bỉ hơn máy điều hòa cơ, có nhiều người đã đánh giá như vậy. Thế nhưng mà
Ở đây Lộc nói các bạn các điện thiết bị điện tử, có những người Việt Nam cũng thường nói câu là ăn may, có điện tử nó dở lắm, có những cái nó may nó dùng lâu, có những cái dùng vừa hết cái bảo hành thì lại bị. Thực ra thì đúng là nó là như vậy. Thì mình muốn nói là các bạn, là các bạn mua cái thứ đồi đồng cua đá, tức là mua cái điều hòa cơ, nó không có gì để hỏng cả thì nó sẽ rất là bền, nó là như vậy. Nhưng mà ngược lại nó sẽ không tiết kiệm điện cho các bạn. Và tất nhiên rồi, cái chi phí sửa chữa cho cái thiết bị cơ nó sẽ rẻ tiền hơn với thiết bị inverter. Cái kinh phí các bạn đầu tư để bỏ ra để mua một cái máy điều hòa cơ cũng vậy, nó cũng tiết kiệm hơn ở cái mức ban đầu các bạn bỏ ra để mua chiếc inverter. Còn các nó không khuyên các bạn dùng điều hòa hai chiều, vì điều hòa hai chiều nó làm cái gì đó nó không được đuổi. Ví dụ mình nói thật với các bạn như này, điều hòa để sinh ra để làm lạnh, nó mang tính tính chất của một chiếc máy lạnh được cải biên và được tăng thêm nhiều chức năng vào đó, thì nó vốn gốc vẫn chỉ làm cái máy lạnh mà thôi. Thế cho nên là các bạn lấy một chiếc máy lạnh để chạy ngược lại giữa chức năng cục nóng và cục lạnh cho nhau, thì cái cục nóng nó sẽ làm lạnh và cục lạnh, và cục lạnh của các bạn ở trong nhà sẽ làm nóng, nên phòng các bạn trở nên ấm hơn. Nên là cái hiệu suất mà các bạn làm nóng bằng điều hòa đấy nó không tốt, không tốt, không tốt, và nó sẽ nhanh hỏng, chóng hỏng cho cái hệ thống ống đồng của các bạn. Thế thì nếu mình quên như vậy, nhưng tại sao các hãng vẫn cứ sản xuất? Bởi vì nó mang cái sự tiện nghi, con người thích sự tiện nghi, đúng không ạ? Và thực ra thì họ cũng đưa ra các giải pháp để khắc chế những cái yếu điểm này rồi. Thế nhưng mà Lộc vẫn khuyên các bạn là không nên mua điều hòa hai chiều, các bạn nên mua một cái máy sưởi và mua điều hòa một chiều. Khi các bạn vào mùa đông, các bạn có thể dùng máy sưởi đúng không ạ? Để làm ấm căn phòng của các bạn. Đấy. Bởi vì mùa đông ở Việt Nam ấy, chỉ có ở miền Bắc thôi, đúng không ạ? Và miền Bắc của Việt Nam thì thường hứng chịu mùa đông khoảng tầm 4 tháng thôi, không cần, không có nhiều. Và thường bây giờ chúng ta xây nhà đấy, chúng ta đều đóng trần đúng không ạ, đều xây mái bằng hết. Nhà nào không xây mái bằng thì đều đóng trần, tường kín bốn vách, không để cửa sổ hở như ngày xưa đúng không ạ. Phòng rất là kín, và các bạn lại yêu mến nhau trong một đêm đông lạnh giá thì đó là điều tốt đúng không ạ. Thì làm sao ta phải cần điều hòa hai chiều đâu, nếu như ta có thể mua, nếu chúng ta đầu tư vài trăm nghìn mua cái máy sưởi con thì đêm đó có khả năng là chúng ta sẽ tăng dân số cho đất nước đúng không ạ. Đó là điều rất là tốt, không có phải gì mà ta phải mua điều hai chiều cả. Điều hai chiều chỉ là đánh vào cái tâm lý sang trọng của con người thôi. Đấy là mình khuyên các bạn, bởi vì nó sẽ rồi đến khi nó hỏng nó sẽ lấy tiền các bạn thôi. Chính cái điều hòa tiện nghi của các bạn ít dùng mà các bạn này phải phải mất tiền đó, lắp đặt và sửa chữa thì nó sẽ phải là giá đúng vốn đầu vào các bạn mất nhiều hơn. Đấy là mình sẽ chia sẻ thật lòng đấy. Thế còn về độ bền thì mình đánh giá các hãng nhá, mình sẽ đánh giá các hãng về độ bền. Thứ nhất mình sẽ đánh giá hãng bền bỉ nhất cho đến hiện tại bây giờ chính là Daikin. Thật ra nhiều người người ta nói với nhau rằng Daikin chỉ sản xuất điều hòa và không sản xuất các thiết bị công nghệ khác nhiều, đa phần là sản xuất điều hòa và bán trực tiếp điều hòa ở tại Việt Nam, và đã nổi tiếng khi nó là một trong những nhà đi đầu, một nhà đi đầu đưa điều hòa vào Việt Nam. Thì người ta được dùng điều hòa Daikin cùng với là điều hòa Pala, cùng với lại Lexano, thì từ những thời đầu có điều hòa đấy thì người ta đánh giá rằng điều hòa Daikin là bền hơn Pala và Lexano. Nhưng về ngược lại thì Lộc lại đánh giá như thế này. Lên Lộc cũng khuyên các bạn là nên mua Daikin, nhưng mà trong một cái khía cạnh nào đó thì Lộc đánh giá các bạn là điều hòa Lexano Lationa bền hơn Daikin. Đây là cái đánh giá cá nhân của bản thân Lộc khi Lộc đi sửa chữa, bởi vì Lộc đã gặp những con National có tuổi thọ lâu hơn rất nhiều con Daikin. Chỉ là National chúng nó không nổi tiếng và nó không được dùng phổ biến ở tại Việt Nam, không sử dụng phổ biến ở Việt Nam. Có thể là chính cái hãng National này họ không đầu tư nhiều vào Việt Nam, họ không quảng bá thị trường, họ không không cần phải bán nhiều, nên là họ đã rút chân được vào Việt Nam rồi. Cho nên là dường như là chúng ta sẽ bắt gặp rất hiếm khi điều hòa National có tại Việt Nam. Cũng có lẽ là bởi bởi một phần này, Việt Nam thích điều hòa Nhật, đã thích cái dòng Daikin Nhật nội địa đấy, nên đã tẩy chay National. Nhưng thực ra nếu như National mà bán điều hòa Việt Nam, nó sẽ mua thay thế cho Daikin. Nhưng bây giờ thì không có cái điều đó. Mua một con Lationa thật sự là rất khó, National rất khó, thì chúng ta sẽ nên mua một con Daikin nhé. Chia sẻ các bạn về Daikin sẽ có hai dòng mà các bạn thường hỏi mình, đó là dòng
điều hòa Nhật bãi, tức là điều hòa Daikin mà chạy điện 110 tốt hơn hay điều hòa Việt Nam tốt hơn. Nhưng nếu Lộc mua cho nhà mình sử dụng thì Lộc sẽ mua điều hòa mới của Việt Nam lắp đặt, cũng không cần phải mua điều hòa Thái Lan. Điều hòa sẽ có Daikin sẽ có 3 dòng như sau. Dòng thứ nhất là dòng 110 nội địa hàng bãi, hàng họ đã cũ và họ đã mông má lại và bị bán lại cho Việt Nam. Dòng thứ hai là dòng nhập Thái, tức là nó là một con điều hòa bình thường như các con điều hòa khác, nhưng nó là nhập thẳng từ Thái Lan về đây và có tem và có nhãn mác, có đóng thuế cẩn thận. Và có dòng thứ hai là rẻ hơn được khoảng tầm 2,5 triệu, 2,5 triệu so với dòng nhập Thái. Đó là chính là dòng bán ở các siêu thị nhà máy. Đó là điều hòa phổ thông nhất, đó là được lắp ráp tại Việt Nam và Daikin. Và nếu như Lộc mua cho nhà mình thì Lộc sẽ mua loại này, và chắc chắn là Lộc sẽ không mua điện máy mà Lộc sẽ đi nhập buôn rồi. Thế nhưng mà Lộc sẽ nói với các bạn là Lộc không thích điều hòa 110. Thứ nhất là khi mua cái điều hòa đó, nó là điều hòa cũ nhưng giá bán lại bằng giá bán một con điều hòa mới, vì chỉ có người đã đồn đại rằng có rất nhiều người tin và lầm tưởng rằng điều hòa đó bền bỉ, không khác gì một điều hòa mới và chạy tiết kiệm hơn. Nó không nghĩ rằng điều hòa chạy điện 110 sẽ tiết kiệm hơn điều hòa chạy 220. Không phải như vậy, bởi vì nếu bạn mua cái điều hòa inverter nó đã là tiết kiệm rồi thì chắc chắn sẽ ngang bằng nhau, chứ không bao giờ có điều có cái chuyện là chạy 110 sẽ tiết kiệm hơn. Mình tin là như vậy, mình chưa kiểm chứng điều này bởi vì nhà mình không có hai con điều hòa để so sánh, nhưng mình tin chắc chắn là vậy theo kiến thức lý thuyết của mình về điện. Thứ nhất, đó là thứ nhất, nên là mình sẽ không đầu tư một số tiền bằng với số tiền của con điều hòa mới để mua con điều hòa cũ. Mình sẽ không làm điều đó. Thứ nhất. Thứ hai là khi con mua điều hòa cũ 110 là hàng nhập bãi, bảo hành sẽ không phải là hãng Daikin bảo hành cho các bạn, mà sẽ là do người bán bảo hành cho các bạn. Và đôi khi nó sẽ không mang cái nó sẽ không mang tính chất chuyên nghiệp và công nghiệp. Mình sẽ không thích điều này. Thứ ba là khi mình đã bỏ ra 9 đến 10 triệu để mua một con điều hòa nhập bãi, lại cộng thêm mua thêm 1 triệu cái đổi nguồn, bởi vì chúng ta đang dùng điện 220 không hề có điện 110, cho nên ta phải mất thêm từ 500 nghìn đến 1 triệu để mua cái cục đổi nguồn này, đúng không? Thì mới chạy trong điều hòa được. Và nó không không bao giờ làm cái việc dở hơi đó, vì sẽ vất vả thêm cái công lắp đặt nữa, và thường là thợ sẽ lấy thêm tiền cái này, và chắc chắn mình đi làm mình sẽ lấy thêm tiền. Đặc biệt là nếu như lắp điều hòa 110 chắc chắn Lộc sẽ lấy 500 nghìn, không bao giờ có giá dưới 500 nghìn. Lắp con điều hòa 110 phải lắp thêm cái cục đó nữa, rất là vất vả, mình không thích cái cục đó, khá là nặng. Rồi tiếp theo là chính bởi cục đó xuất hiện mà nó sẽ thêm rất nhiều cái dây điện, tốn tiền dây điện lằng nhằng rắc rối, dễ hỏng hóc, dễ chuột cắn, đúng không? Dễ mưa gió, và chung quy là nếu không cẩn thận thì là xấu về mặt thẩm mỹ. Rồi đấy là những cái điều mà mình không mua máy điều hòa 110. Điều tiếp nữa là mình không thích mua máy điều hòa 110, đó là tất cả các ống đồng của nó, các đó là các bát đồng ấy, hay là gọi giắc co ấy, nó đã cũ rồi, lắp không cẩn thận sẽ rất là dễ hở ga, mình không thích cái điều đó. Và chắc chắn các bạn biết là sẽ có những con điều hòa cũ đó sẽ không phải là ga nguyên bản của nhà sản xuất, mà thường là ga đó là ga đã được thay lại, hoặc là ga đã được bổ sung thêm, lạp lại và cân đối lại, không phải của nhà sản xuất. Mình không thích cái điều đó, mình thích một cái gì đó nguyên zin nguyên tem từ nhà sản xuất, từ công nghệ sản xuất. Thực ra nhiều người đánh giá là ô, cái loại hàng Việt Nam được nhà sản xuất này không tốt, tức là loại hàng Việt Nam được lắp ráp lại không được qua cái kiểm soát không tốt của Việt Nam. Mình không nghĩ là họ sản xuất là sản xuất không tốt, mình không 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 tin điều đó. Nhiều người cứ đánh giá điều hòa Daikin của Nhật bãi, nhưng mà mình không không thích điều đó. Tại sao mình cứ phải đi dùng lại đồ cũ của Nhật, mình không thích điều đó. Mình sẽ mua luôn mua đồ mới. Đấy là mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái độ bền bỉ, mình không đánh giá cao cái sự độ bền bỉ của Nhật lắm. Thế rồi Daikin sẽ là hàng bền bỉ nhất. Thứ hai mình sẽ đánh giá về hàng bền bỉ thứ hai, đó là Gree. Gree sẽ là hãng bền bỉ nhất, và bây giờ có một anh dám cạnh tranh với GZ và Daikin, đó chính là Casper. Casper đưa ra cái thời gian bảo hành cao hơn tất cả các hãng nào có mặt ở tại trên Việt Nam. Điều đó không có nghĩa là tôi bảo hành lâu hơn thì có nghĩa là tôi sẽ bền bỉ hơn, đúng không? Theo thời gian. Nhưng ý mình muốn nói là Casper đang muốn chứng minh rằng họ là sẵn sàng tuyên chiến, đó, họ sẵn sàng đưa mình vào danh sách điều hòa có khả năng bền bỉ nhất. Đó, có khả năng bền bỉ nhất. Và các bạn sẽ thấy là mình sẽ không nhắc đến Samsung và các hãng khác, bởi vì thứ nhất là mình đã từng sửa những con Samsung hỏng những cái lỗi rất là ngớ ngẩn. Và tiếp nữa là mình sẽ chê bai cái hãng Panasonic về cái độ bền của máy điều hòa.
Thực ra thì chắc chắn là sẽ có một số các bạn dùng phải được những con Panasonic rất là lâu năm không hỏng hóc rồi, nhưng mà Lộc lại chê bai cái sự 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 bền bỉ của Pana. Không biết là thời điểm bây giờ nó như thế nào, nhưng mà Lộc đang tính là năm tới này Lộc mua điều hòa lắp vào phòng ngủ của mình thì Lộc sẽ mua Panasonic để thử, vì mình đang dùng Daikin rồi, nhà mình đang dùng Daikin đi rồi, mình muốn mua một chiếc Pana để thay đổi rồi. Đó là cái tiêu chí về độ bền bỉ chia sẻ các bạn, nó cũng khá là dài. Rồi cuối cùng là mình sẽ chia sẻ các bạn về cái việc so sánh các hãng điều hòa so với nhau, đó là mua giá đó là mua điều hòa về tiền, giá tiền và hợp túi tiền nhất. Về túi tiền các bạn thì nó sẽ chia ra 3 mức, giống như các bạn mua điện thoại sẽ có mức điện thoại tầm cao, điện thoại tầm trung và điện thoại tầm rẻ, đúng không? Sẽ có 3 loại điều hòa, đó là điều hòa rẻ, điều hòa tầm trung vừa tiền và điều hòa đó là điều hòa tầm cao, sang trọng, đúng không? Thì sang trọng thì các bạn biết rồi, các bạn có thể mua inverter này, đúng không? Các bạn inverter hai chiều đó là sang trọng, đúng không? Thì các hãng sang trọng bán đắt nhất bây giờ sẽ là Pala này, sau Pala sẽ Daikin rẻ được vài trăm nghìn này. Rồi sau đó các bạn sẽ cân đối qua điều hòa Sharp hoặc là của Samsung hoặc là của LG. LG cũng là một cái bán khá là cao, giá khá là cao và đặc biệt là công nghệ rồi, đúng không? Đấy là về tầm cao. Nhưng mà bây giờ các bạn muốn mua cái máy ở tầm trung thì các bạn có thể mua Gree nhé, Gree Inverter hoặc là mua Casper Inverter. Các bạn chỉ có thể chọn ở hai dòng này thôi. Chính là hai dòng này sẽ là mức độ tầm trung và mức độ tầm thấp sẽ là anh Casper sẽ chiếm hoàn toàn. Casper với máy cơ không phải đã mua tầm thấp thì các bạn đừng nghĩ đến việc mua máy Inverter. Và các bạn cũng phải biết như này, và chúng ta là người miền Bắc của Việt Nam, chúng ta không phải là người miền Nam. Người miền Nam họ sẽ dùng điều hòa suốt 12 tháng một năm bởi vì họ không có mùa đông, đúng không? Nhưng người miền Bắc chúng ta lợi thế hơn, chúng ta có mùa đông, đúng không? Chúng ta sẽ không phải dùng điều hòa suốt 12 tháng một năm, chúng ta sẽ dùng điều hòa khoảng tầm 6 đến 8 tháng một năm thôi. Sẽ có nửa năm chúng ta sẽ gần như không phải dùng điều hòa. Cho nên Lộc chia sẻ các bạn về cái việc mà các bạn nên mua điều hòa, đó là nên mua điều hòa cơ ở nếu như bạn đang sống ở miền Bắc Việt Nam. Không có tiền thì các bạn có thể mua một chiếc Caper giá chỉ khoảng tầm 5 triệu, 5 triệu và lắp đặt xong khoảng tầm 5 triệu rưỡi, đúng không ạ? 5 triệu rưỡi có dư một chút, hoặc là cùng lắm các bạn mất khoảng tầm 6 triệu một tháng lương của công nhân, đúng không? Các bạn có thể lắp đặt được một chiếc Caper rồi. Anh Caper đã bán một cái giá rất là rẻ cho thị trường chúng ta, bán một chiếc rất là rẻ. Thì nếu các bạn có thể mua các hãng khác nhưng bây giờ như là Fuji E, hoặc là các hãng như Aqua hay là cái gì đó, những cái hãng đó mình không để ý lắm bởi vì nó bán cái điều hòa loại rẻ mà, nó loại rẻ và thường là có những cái điều hòa nó mang mang tính chất khá là Trung Quốc, như kiểu là nó rất là dễ hỏng ấy, chống hỏng ấy. Nên là mình chỉ khuyên các bạn Casper thôi nhé, Casper thôi. Sau đó thì các bạn nâng tầm một chút, các bạn thì mua Casper thì nâng tầm một chút các bạn thì mua Casper Inverter hoặc là Gree, cơ hoặc là Gree Inverter. Đó là các máy các bạn nên mua. Còn tầm cao thì các bạn nên nghĩ đến mẹ chia sẻ rồi, Panasonic, Toshiba, Sharp, Samsung, đúng không ạ? Daikin đó. Tiếc là không có National để các bạn lựa chọn. Đó thì mình sẽ chia sẻ đó, đó là tất cả những kinh nghiệm và kiến thức của mình có được trong 5 tháng mình như nào, và chia sẻ các bạn cái việc mua điều hòa. Chúc các bạn sẽ mua được chiếc điều hòa tốt cho bản thân mình, và có câu hỏi nào các bạn có thể comment xuống bên dưới chia sẻ với mình và mình sẽ giúp đỡ các bạn. Các bạn có cái và các bạn có muốn ủng hộ mình thuê bên mình lắp đặt máy điều hòa, thì các bạn muốn tháo dỡ lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng gì cũng thể gọi mình, và các bạn cũng có thể và nếu các bạn muốn nhờ mình mua máy điều hòa hộ thì các bạn sẽ nhớ này, các bạn rất đơn giản thôi, các bạn cứ lên trên mạng vào các siêu thị điện máy, các bạn tra cái giá của một chiếc điều hòa nào đó, tra giá điều hòa nó và các bạn trừ đi khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi tùy theo hãng máy nhé, thì các bạn trừ đi khoảng tầm 1 triệu rưỡi thì nó sẽ là giá máy mà Lộc bán, Lộc mua hộ cho các bạn, sẽ mà giá máy mà Lộc cung cấp cho các bạn, phân phối cho các bạn, đó là đến tay khách hàng. Tức là nếu như các hãng khác họ phải mất tiền thuê nhân viên, mất tiền mặt bằng, thuế và các thứ khác, thì mình là gọi có con, đúng không? Mình là thợ, mình chỉ bán lặt vặt, đúng không? Thì mình sẽ không phải mất thuế này, không phải thuê nhân viên, không phải thuê cửa hàng mặt bằng này, thì mình sẽ bớt đi cái tiền đó, nó khoảng mất bớt khoảng các cho các bạn khoảng 1 triệu với khoảng 1 triệu hoặc 1,5 triệu trên giá máy, đúng không? Giá máy của các siêu thị sẽ
sẽ được sẽ để đội lên tầm 800 đến 1 triệu rưỡi, vì là họ phải thuê mặt bằng và nhân viên mà tiền điện tiền nước các thuế, thuế các thứ mọi thứ đúng không ạ, thì mình sẽ bớt được tiền đó. Thế là qua mình các bạn sẽ mua rẻ hơn, và chắc chắn rồi mình sẽ không thể giống như là siêu thị lớn được, mình có thể cung cấp trên toàn đất nước được, mà mình chỉ phục vụ ở các bạn ở Hải Phòng thôi, hoặc một chút ở Quảng Ninh mà, hoặc một chút ở Uông Bí thôi đó, một chút Uông Bí, hoặc một tí ở Hải Dương thôi, không thể nào mà có thể bán được nhiều được, mình chỉ phục vụ ở quanh quanh mình thôi. Thì đó là cái gì mình chia sẻ các bạn, mình có thể giúp đỡ các bạn về việc mua bán điều hòa như vậy. Thế còn các bạn có thông tin gì thì cứ liên hệ trực tiếp nhé, Zalo cho mình, có vấn đề thì các bạn có thể chia sẻ cho mình. Thế rồi, và cuối cùng là mình cảm ơn các bạn đã xem hết video này, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.